nó rất là đạt chứ. À, Đà, đạt 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 vâng. nó sạch rất là đạt, Dạ. cỏ đâu chết sạch sẽ. Dạ. Mời đẹp, mời đẹp. Năm trước thì mình dùng cái bộ cỏ mì Hexu Bikazun công ty ADI thì mình thấy cái hiệu quả nó như nào anh? À, hiệu quả nó đạt tiêu chuẩn. À, rất là cao đúng không anh? Cao, vâng, thì cái hiệu quả này anh thấy là nó đạt trên cả lá hẹp và lá rộng đúng không ạ? Rồi, đúng rồi. Vâng. Có gì nó cũng chết. Dạ. Rồi. Trong quá trình mình xịt thì cái thuốc này nó có ảnh hưởng đến cây mì không anh? Không. Cây mì thì bình thường. À, vẫn rất là an toàn đúng không? An toàn, rất dạ. An toàn. Rất an toàn và anh thấy là khi mà xịt thì cái so với các thuốc khác thì như em thấy trên thị trường là bà con mình nói xịt là nó bị nám thân. Đúng. Nám thân và bị nứt đúng không ạ? Nứt thân. Đúng. Thì cái thuốc này của em thì nó có bị nám nứt không ạ? Không. Cây mì nó bình thường, không có bị nám. À, không bị thường, không bị nám. Vâng, an toàn luôn. Ờ, an toàn. Vâng. Một cặp này anh xài trong mấy bình? Mỗi một cái là 50cc. À, 50cc Hexu và 50cc Bikazun. Đúng, đúng rồi. Cho một bình 20 lít nước. Đúng rồi. À, như vậy là một cặp này anh xài cho từ... hai cái là 100. Hai cái là 100. Đúng, đúng, một cái 50. Vâng, một cái 50. Vâng. Thì là mình dùng một cặp này nó rơi độ khoảng đường 8-9 bình. Rồi, đúng ạ. Đúng rồi. Và 9 bình hay gì ạ? 9 bình rồi. Năm nay thì anh có tiếp tục dùng tiếp không anh? Ờ, làm tiếp. Dạ rồi, rồi. Cảm ơn anh. Rồi. Thì bà con mình đây là những cái chia sẻ thực tế của anh Tư là khi mà anh dùng xong thì thứ nhất là cái đạt hiệu quả, cái bộ quả mì này nó đạt hiệu quả cho cả lá hẹp và lá rộng. Cái thứ hai là cực kỳ an toàn cho cây mì. Và cái thứ ba là nó tiện dụng, là khi mà mình thấy xuất hiện cỏ dại trên ruộng thì bà con có thể chủ động mua thuốc và dùng được luôn, thay vì mình phải thuê công diệt cỏ. Và bà con biết là hiện tại cái công diệt cỏ là nó đang rất là khó kiếm và giá thành rất là cao đấy. Nếu bà con có những cái băn khoăn thắc mắc gì thì bà con lại bình luận ở dưới video và công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con.